Để chuẩn bị Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các địa phương trên cả nước đã có nhiều kế hoạch hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp trước, trong và sau Tết. Nhiều địa phương và doanh nghiệp đã tích cực triển khai các chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là hàng Việt, bảo đảm cân đối cung cầu. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, tại các địa phương, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết đang được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tích cực chuẩn bị. Hầu hết các địa phương và doanh nghiệp, lượng hàng hóa phục vụ được chuẩn bị tăng hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng từ 10 đến 15%, chủng loại đa dạng, phong phú từ bánh, mứt, kẹo, rượu bia, nước giải khát đến các loại thực phẩm tươi sống. Ngoài ra, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân đón Tết, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị số 12 CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các địa phương, các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan chủ động rà soát cung cầu hàng hóa, chuẩn bị tốt nguồn hàng, xây dựng kế hoạch phục vụ Tết, triển khai chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, chuẩn bị tốt các mặt hàng chính sách cung ứng cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng chịu nhiều thiệt hại của thiên tai. Với sức mua của gần 10 triệu dân, chỉ riêng địa bàn thủ đô Hà Nội thông thường đã là một thị trường tiêu thụ rộng lớn. Còn vào các dịp lễ Tết, sức mua còn cao hơn rất nhiều do nhu cầu của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tăng cao. Tết Đinh Dậu năm 2017, ngay từ sớm, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các cơ quan ban ngành đã chuẩn bị kế hoạch kết nối cung cầu với các địa phương trong cả nước nhằm cung cấp những sản phẩm có thế mạnh của vùng miền, đáp ứng nguồn cung còn thiếu của Hà Nội, đồng thời góp phần tạo ra thị trường hàng hóa phong phú và đa dạng cho ngày Tết. Đối với dịp Tết thì năm nay chúng tôi xây dựng kế hoạch dự kiến khoảng 23.500 tỷ với 7 cái nhóm mặt hàng thiết yếu cộng với các cái mặt hàng mà có cái nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết để phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn thành phố, và cũng đã giao nhiệm vụ cho các cái doanh nghiệp sản xuất cũng như là doanh nghiệp kinh doanh để tổ chức những cái việc mà cung ứng hàng hóa, thế rồi dự trữ hàng hóa đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp và địa phương trên cả nước đã tích cực triển khai nhiều chương trình cho dịp Tết này. Là ngoài cái việc là bảo đảm cái lượng hàng hóa phục vụ cái Tết cho bà con nói chung, thì là Ủy ban nhân dân tỉnh là rất có quan tâm đến là cái bảo đảm cái lượng hàng hóa để phục vụ cho cái vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và đặc biệt đối với Bình Thuận là có cái huyện đảo Phú Quý. Thì cũng thường là vào các cái dịp Tết cũng là cái dịp á, mà thời tiết á, là không được thuận lợi, cho nên đó là tỉnh là đều có cái kế hoạch để bảo đảm cái lượng hàng. Long An đã có cái chỉ thị để là chỉ đạo đối với các địa phương, các cái sở ban ngành đang ráo riết chuẩn bị cái lực lượng hàng hóa để cho cái bình ổn thị trường trong trước, trong và sau Tết. Trước hết là đối với mặt hàng về lương thực, về thực phẩm. Và tỉnh thì cũng đã chỉ đạo cho các cái địa phương là chuẩn bị cái nguồn hàng đến thời điểm hiện nay thì cơ bản đảm bảo trong cái phục vụ Tết. Vấn đề thứ hai về kiểm soát thị trường thì Sở Công Thương cũng đã chỉ đạo cho Chi cục Quản lý thị trường đã tích cực kiểm tra kiểm soát thị trường làm sao đảm bảo cho cái việc kinh doanh trước, trong và sau Tết. Dịp Tết năm nay, bên cạnh những mặt hàng truyền thống như bánh, kẹo, rượu, mứt v.v. thì những giỏ quà Tết tập hợp các loại rau, củ quả tươi hay các loại đặc sản địa phương như thế này cũng được đón nhận. Khoảng 2 năm trở lại đây thì cái vấn đề về vấn nạn về thực phẩm bẩn, rồi những vấn đề về những hàng nhập khẩu không đảm bảo về chất lượng cũng đã dấy lên một cái làn sóng cho một số doanh nghiệp Việt định hướng thị trường nội địa cho những cái nông sản Việt và những cái thực phẩm sạch trong thị trường nội địa. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là xu hướng năm nay cũng như một trong những thời gian tới, chắc chắn là cái hàng nông sản Việt sẽ là một cái xu hướng mà mọi người quay về. Thị trường hàng Tết năm nay cũng sẽ rất là sôi động như mọi năm, và nó cũng là thời điểm cao điểm để tăng được cái doanh thu cho các cái cửa hàng, cũng như là thời điểm mà để người tiêu dùng người ta sẽ mua sắm tích lũy dồn vào cuối năm những cái sản phẩm có từ nguồn gốc thiên nhiên, nguồn gốc nông nghiệp của Việt Nam, tạo ra những cái sản phẩm là thực phẩm chế biến cũng như là trái cây hoa quả rất là phong phú, nó góp phần tạo thêm cái màu sắc sinh động cho ngày Tết. Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung, giữ giá các mặt hàng ở mức ổn định nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân, các cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đầu cơ, v.v., gây tăng giá cục bộ trong thời điểm trước và sau Tết.